sách Malachi đoạn 1 từ câu 1 đến câu 14, lời sống. Lời Đức Chúa phán với Israel qua trung gian ông Malachi. Tình thương của Thiên Chúa đối với Israel. Ta đã yêu thương các ngươi, Đức Chúa phán. Thế mà các ngươi nói, Ngài yêu thương chúng con ở chỗ nào? Ê-sau chẳng phải là anh của Gia-cốp sao? Sấm ngôn của Đức Chúa. Vậy mà ta lại yêu thương Gia-cốp. Còn Ê-sau, ta đã ghét nó. Ta đã biến núi non của nó thành chốn bỏ hoang, và gia nghiệp của nó thành nơi cư ngụ cho loài lang sói. Nếu Ê-đôm nói, chúng ta đã bị phá hủy, nhưng chúng ta sẽ tái thiết từ những đống hoang tàn đổ nát. Đức Chúa các đạo binh phán thế này, phần chúng cứ tái thiết, phần ta sẽ phá đổ. Người ta sẽ gọi chúng là lãnh thổ của gian ác, và dân bị Đức Chúa giáng cơn thịnh nộ đến muôn đời. Mắt các ngươi sẽ thấy điều đó, và các ngươi sẽ nói, Đức Chúa vĩ đại ở cả bên ngoài lãnh thổ Israel. Cáo tội các tư tế, con phải kính trọng cha, tôi tớ kính trọng chủ, vậy nếu ta là cha, thì đâu là lòng kính trọng ta, và nếu ta là chủ, thì đâu là niềm kính sợ ta. Đức Chúa các đạo binh phán với các ngươi là những tư tế khinh thường danh ta, nhưng các ngươi nói, chúng con khinh thường danh Ngài ở chỗ nào? Khi các ngươi tiến dâng thức ăn ô uế trên bàn thờ của ta, các ngươi lại nói, chúng con đã làm cho Ngài ra ô uế ở chỗ nào? Khi các ngươi nói, chính bàn của Đức Chúa đáng tởm, khi các ngươi tiến dâng một con vật mù để làm lễ tế, đó chẳng phải là xấu sao? Và khi các ngươi dâng một con vật què hay bệnh tật, đó chẳng phải là xấu sao? Hãy dâng con vật ấy cho tổng đốc của ngươi, liệu nó có bằng lòng với ngươi chăng? Hay nó có sẵn sàng đón nhận ngươi không? Đức Chúa các đạo bình phán. Vậy giờ đây, các ngươi hãy làm cho nét mặt Thiên Chúa dịu lại, để người đoái thương chúng ta. Chính tay các ngươi làm như thế, liệu người có sẵn sàng đón nhận không? Đức Chúa các đạo bình phán. Ai trong các ngươi sẽ đóng cửa lại, để các ngươi khỏi uổng công đốt lửa trên bàn thờ của ta? Ta chẳng hài lòng chút nào về các ngươi, Đức Chúa các đạo bình phán, và ta chẳng ưng nhận lễ phẩm từ tay các ngươi dân. Quả thật, từ đông sang tây, danh ta thật cao cả giữa chư dân, và ở khắp nơi người ta dâng lễ hy sinh và lễ vật tinh tuyền kính danh ta, bởi vì danh ta thật cao cả giữa chư dân, Đức Chúa các đạo bình phán. Thế mà các ngươi lại làm ô uế danh ta, khi nói, bàn của Chúa Thượng ô uế và thức ăn của người đáng ghê tởm. Các ngươi nói, thật là phiền, và các ngươi coi thường ta, Đức Chúa các đạo bình phán. Các ngươi mang tới của ăn cướp, con vật què hay bệnh tật, các ngươi đem dâng lễ vật ấy, liệu ta có ưng nhận lễ vật từ tay các ngươi tiến dâng chăng? Đức Chúa phán, thật đáng bị nguyền rủa kẻ xảo quyệt, kẻ có con vật đực trong đàn mà lại khấn dâng con vật mang tỳ tích làm lễ tế Chúa Thượng. Quả thật, chính ta là Đức Vua cao cả, Đức Chúa các đạo binh phán, và danh ta được kính sợ giữa chư dân. Sách Malachi đoạn 2 từ câu 1 đến câu 17. Và giờ đây hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi. Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh danh ta, Đức Chúa các đạo binh phán, ta sẽ khiến các ngươi mắc tai họa, ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai họa. Phải, ta biến phúc lành ấy thành tai họa, vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả. Này ta hăm dọa dòng dõi các ngươi, ta sẽ ném phân lên mặt các ngươi, phân trong các ngày mừng lễ của các ngươi. Người ta sẽ mang các ngươi đi cùng với phân ấy. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết rằng ta gửi lệnh truyền này cho các ngươi, để giao ước của ta với Lê-vi tồn tại. Đức Chúa các đạo binh phán, giao ước của ta với nó là sự sống và sự bình an. Ta đã ban những thứ ấy cũng như sự kính sợ cho nó. Nó sẽ kính sợ ta và kinh hãi trước danh ta. Miệng nó nói lời lẽ chân thật và môi nó không nói lời gian ác.
Nó đi với ta trên nẻo đường bình an và ngay thẳng. Nó đã làm cho nhiều người cải tà quy chính. Thật vậy, môi của tư tế chất chứa sự hiểu biết, và người ta tìm điều luật dạy nơi miệng nó. Quả thế, nó là thần sứ của Đức Chúa các đạo binh. Nhưng các ngươi đã đi chệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường luật dạy. Các ngươi đã hủy hoại giao ước với Lê-vi, Đức Chúa các đạo binh phán, còn ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mặt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối ta, và hay nể vì khi áp dụng luật. Hôn nhân hỗn hợp và ly dị, tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta? Giu-đa đã bội phản ở Israel và ở Giu-đa, người ta đã làm điều ghê tởm. Quả thật, Giu-đa đã xúc phạm thánh điện của Đức Chúa mà người hằng yêu mến, và nó đã cưới con gái của thần ngoại bang. Kẻ nào làm như thế, xin Đức Chúa bứng nước khỏi lều Gia-cóp, cả người làm chứng, người bảo trợ, cũng như người tiến dâng lễ vật kính Đức Chúa các đạo binh. Còn đây là điều thứ hai, các ngươi phải làm là đổ đầy nước mắt lên bàn thờ Đức Chúa, vừa khóc lóc vừa rên xít, vì người không còn đoái nhìn lễ vật, cũng không đoái nhận của lễ tay các ngươi hiến dâng nữa. Các ngươi nói, tại sao vậy? Bởi vì Đức Chúa là chứng nhân giữa ngươi và người đàn bà ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân. Chính ngươi đã phản bội nó, mặc dầu nó là bạn đường và là người vợ kết ước với ngươi. Ngươi đã chẳng làm nên một hữu thể duy nhất có xác thịt và thần khí đó sao? Vậy hữu thể duy nhất này tìm cái gì? Một dòng dõi của Thiên Chúa, các ngươi hãy coi chừng và chớ phản bội người đàn bà ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân. Quả thật, ta ghét việc rẫy vợ, Đức Chúa, Thiên Chúa Israel phán, và kẻ lấy thói bạo tàn làm áo che thân. Đức Chúa các đạo binh phán, hãy coi chừng và chớ phản bội. Ngày của Đức Chúa, các ngươi đã làm mệt Đức Chúa vì những lời nói của các ngươi. Các ngươi nói, chúng tôi làm mệt người ở chỗ nào? Chính khi các ngươi nói, ai làm điều dữ cũng đều tốt trước mặt Đức Chúa, chính người lấy làm vui thích ở giữa chúng, các ngươi lại còn nói, Thiên Chúa đứng xét xử, người ở đâu? Sách Malachi đoạn 3 từ câu 1 đến câu 24. Này ta sai sứ giả của ta đến dọn đường trước mặt ta, và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào thánh điện của người, kìa vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, Đức Chúa các đạo binh phán. Ai chịu nổi ngày người đến? Ai đứng được khi người xuất hiện? Quả thật, người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc, người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bấy giờ đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật. Theo lẽ công chính, lễ vật của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước. Ta sẽ tới gần các ngươi mà xét xử, ta sẽ mau mắn làm chứng chống lại các tên phù thủy, các kẻ ngoại tình, bọn thề gian cũng như quân bóc lột người làm công và cô nhi quả phụ, chống lại kẻ áp bức ngoại kiều cùng những kẻ chẳng kính sợ ta, Đức Chúa các đạo binh phán. Nộp thuế thập phân cho đền thờ. Quả thật chính ta là Đức Chúa, ta không hề thay đổi, còn các ngươi là con cái Gia-cóp, các ngươi vẫn là thế. Từ thời cha ông các ngươi đã trịch xa và không tuân hành các chỉ thị của ta. Hãy trở lại với ta và ta sẽ quay lại với các ngươi, Đức Chúa các đạo binh phán. Các ngươi nói, chúng tôi sẽ trở lại thế nào? Người phàm có được phép lường gạt Thiên Chúa không? Vậy mà các ngươi đã lường gạt ta. Các ngươi nói, chúng tôi lường gạt Ngài ở chỗ nào? Về thuế thập phân và phần trích dâng. Chính các ngươi đang mắc tai họa, thế mà các ngươi lại lường gạt ta, các ngươi và toàn dân. Các ngươi hãy đem tất cả thuế thập phân vào nhà kho,
để có lương thực trong nhà ta. Hãy làm thế thử xem ta có mở cổng trời cho các ngươi, hoặc có tuôn đổ phúc lành dư dật xuống trên các ngươi không? Đức Chúa các đạo binh phán, vì các ngươi, ta đã ngăn cản không cho cào cào phá hoại hoa màu ruộng đất của các ngươi, không để cho nho ngoài đồng không sinh trái. Đức Chúa các đạo binh phán, mọi dân tộc sẽ khen các ngươi có phúc, vì các ngươi sẽ làm mảnh đất xinh đẹp. Đức Chúa các đạo binh phán. Người công chính khải hoàn trong ngày Đức Chúa, các ngươi ăn nói cứng cỏi chống lại ta. Đức Chúa phán, thế mà các ngươi lại bảo, chúng tôi có nói gì chống lại ngài đâu. Các ngươi nói, phụng thờ Thiên Chúa thật là viển vông, tuân giữ các lệnh truyền của Đức Chúa và bước đi ủ rũ trước nhan người, nào ích lợi chi. Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc. Phải, những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì. Bấy giờ những người kính sợ Đức Chúa sẽ nói với nhau, Đức Chúa đã để ý và người đã nghe. Một cuốn sổ được viết trước nhan người, ghi tên những kẻ kính sợ Đức Chúa và tôn kính danh người. Vào ngày ta hành động, chúng sẽ thuộc về ta như sở hữu riêng. Đức Chúa các đạo binh phán, ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình. Bấy giờ các ngươi sẽ lại phân biệt được người công chính với kẻ gian ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa với kẻ không phụng thờ người. Vì này, ngày ấy đến, đốt cháy như hỏa lò, mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến, sẽ thiêu rụi chúng, Đức Chúa các đạo bình phán, không còn trừ lại cho chúng một rễ hay cành nào. Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy chồm lên như bê sổng chuồng. Các ngươi sẽ chà đạp những kẻ gian ác, vì chúng sẽ như bụi đất dưới bàn chân các ngươi vào ngày ta hành động. Đức Chúa các đạo bình phán. Phụ thêm, các ngươi hãy ghi nhớ luật Mô-xê, tôi chung của ta. Trên núi Khô-rếp, ta đã truyền cho nó các chỉ thị và phán quyết để toàn thể Israel thi hành. Này ta, sai ngôn sứ Elia đến với các ngươi, trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng, nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông. Kẻo khi ta đến, ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt.